Chào mừng tất các bạn đến với lãnh địa Samsung nha Đây giới thiệu đến anh em bộ sưu tập Galaxy Note 20 nha anh em Đây phiên bản Note 20 là một trong những phiên bản bước đệm để bán dòng Note 20 Ultra nha Nhưng mà Note 20 xét về thiết kế, xét về cấu hình, xét về tính năng vẫn là một trong những cái điện thoại rất VIP nha anh em Đây viền kim loại nha Mặt lưng bằng nhựa cầm nhẹ nhàng luôn Được cái dòng này là sở hữu chip Snapdragon 865 5G nha anh em Đây 865 lút luôn Chip này là chip mạnh nhất của thời điểm ra mắt nha Mạnh hơn dòng series 20 luôn nha anh em Dòng này cũng đầy đủ tính năng nha Bút đầy đủ luôn Màn hình 6.7 inch Tần số quét 60 hẹt thôi nha anh em Camera trong màn hình luôn Đặc biệt là cụm camera sau là zoom 30 x nha Đây mở thử camera lên cho anh em xem luôn Dòng này là camera là một trong những con là chụp đẹp Mà mình từng sử, sở hữu nha anh em mình đã test thử cho anh em luôn đây ba camera màu đủ màu luôn nha màu hồng rất độc luôn màu đen màu đồng nha đây là đồng màu đen đầy đủ luôn anh em cần liên hệ trực tiếp đó không ship hàng nha